nhân quả không nợ chúng ta điều gì, hãy sống tốt và chấp nhận. Chào mừng các bạn đến với Phật tâm tĩnh lặng, nơi chúng ta cùng tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật để tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về quy luật nhân quả và ý nghĩa của việc sống tốt, chấp nhận mọi điều đến với mình. Trong triết lý Phật giáo, nhân quả là quy luật tự nhiên và bất di bất dịch. Không ai có thể trốn tránh hay thay đổi quy luật này, và cũng không có cách nào để trả nợ hay đòi nợ từ nhân quả mỗi hành động chúng ta thực hiện mỗi lời nói chúng ta thốt ra đều là hạt giống gieo vào mảnh đất của nghiệp và nó sẽ trổ hoa hoặc mang lại quả đắng tùy thuộc vào bản chất của hành động ấy nhân quả quy luật tất yếu của vũ trụ nhân quả không phải là một khái niệm xa lạ mà là nguyên lý cơ bản điều hành mọi khía cạnh của đời sống theo phật dạy tất cả mọi hành động đều tạo ra những hệ quả tương ứng và không ai có thể né tránh hay thay đổi chúng mỗi khi ta gieo một hạt giống thiện lành cuộc sống sẽ trả lại cho ta những điều tốt đẹp, ngược lại, nếu ta gieo hạt giống xấu, quả đắng sẽ đến sớm hay muộn. Phật giáo nhấn mạnh rằng, nhân quả không phải là hình phạt hay sự trừng phạt từ một quyền lực cao siêu, nó là kết quả tự nhiên của hành động và quyết định mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống. Nhân quả không có nợ, không có sự trả thù, tất cả những gì xảy ra là sự phản ánh chân thực của những gì chúng ta đã gieo trồng. Nhân quả và sự chấp nhận khi hiểu rằng nhân quả không nợ chúng ta điều gì ta sẽ hiểu sâu hơn về giá trị của việc chấp nhận cuộc sống không luôn như ý muốn và đôi khi chúng ta gặp phải những khó khăn thử thách tưởng chừng không thể vượt qua khi đó thay vì trách móc hay tìm kiếm lý do cho những gì đã xảy ra chúng ta cần học cách chấp nhận và đón nhận mọi thứ với lòng từ bi và sự kiên nhẫn phật dạy rằng mọi thứ đều xuất phát từ nhân duyên những khó khăn khổ đau mà ta gặp phải hôm nay là hệ quả của những hành động suy nghĩ và lời nói trong quá khứ không ai mắc nợ ta và cuộc sống cũng không có nghĩa vụ phải trả lại điều gì cho ta khi chúng ta chấp nhận sự thật này chúng ta sẽ không còn phải sống trong sự bất mãn hay oán trách mà thay vào đó ta sẽ tìm cách cải thiện và chuyển hóa chính mình sống tốt và gieo trồng những hạt giống thiện lành hiểu về nhân quả không chỉ giúp chúng ta chấp nhận hiện tại mà còn khuyến khích chúng ta sống tốt hơn trong từng khoảnh khắc khi ta biết rằng mọi hành động của mình đều để lại dấu ấn và ảnh hưởng đến tương lai chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong từng suy nghĩ lời nói và hành động việc gieo trồng những hạt giống thiện lành là cách để ta xây dựng một tương lai tốt đẹp không chỉ cho chính mình mà còn cho những người xung quanh phật dạy rằng hãy sống tốt và gieo trồng những điều thiện vì chính những điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và bình an cho ta trong tương lai khi ta làm những việc tốt không vì mong cầu phần thưởng hay danh tiếng mà chỉ vì ta biết đó là điều đúng đắn thì nhân quả sẽ tự nhiên đem lại cho ta sự an lạc và hạnh phúc buông bỏ những mong cầu và sự chấp trước một trong những nguyên nhân khiến chúng ta khổ đau là do sự chấp trước và mong cầu quá mức chúng ta mong muốn có được những điều tốt đẹp hạnh phúc giàu có và thậm chí là những lời khen ngợi sự công nhận từ người khác nhưng khi cuộc sống không diễn ra như mong đợi ta dễ dàng rơi vào trạng thái thất vọng và bất mãn phật dạy rằng hãy buông bỏ những mong cầu và sự chấp trước bởi tất cả những gì ta mong muốn đều không thể kiểm soát thay vào đó hãy tập trung vào những gì ta có thể làm để tạo ra nhân duyên tốt lành khi ta buông bỏ những mong cầu ta sẽ cảm thấy tự do hơn không còn bị ràng buộc bởi những kỳ vọng và sự thất vọng chấp nhận và biến khó khăn thành cơ hội trong cuộc sống không ai có thể tránh khỏi những lúc gặp khó khăn thử thách tuy nhiên thay vì coi đó là những điều bất công hay do số phận không may mắn hãy nhìn nhận chúng như những cơ hội để học hỏi và trưởng thành những khó khăn chính là những bài học quý giá giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống chúng giúp ta trở nên mạnh mẽ và kiên nhẫn hơn nếu ta biết chấp nhận và đối diện với chúng bằng lòng can đảm phật giáo dạy rằng cuộc sống là vô thường và tất cả mọi thứ đều có lý do tồn tại của nó khi ta chấp nhận những khó khăn ta sẽ tìm thấy sức mạnh bên trong để vượt qua chúng và từ đó ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và an lạc hơn kết luận sống tốt và chấp nhận mọi điều đến với mình nhân quả không nợ chúng ta điều gì và cũng không ai có thể điều khiển hoặc thay đổi quy luật này chúng ta chỉ có thể sống tốt gieo trồng những hạt giống thiện lành và chấp nhận những gì xảy ra với mình như là kết quả tự nhiên của nhân duyên và hành động trong quá khứ khi ta hiểu và chấp nhận sự thật này ta sẽ không còn phải lo lắng hay oán trách cuộc sống mà thay vào đó ta sẽ biết trân trọng từng khoảnh khắc và sống với lòng biết ơn hãy sống tốt không vì mong cầu hay sợ hãi mà chỉ vì đó là cách để ta tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thực sự cuộc sống không nợ chúng ta điều gì nhưng khi ta sống tốt và gieo trồng những hạt giống thiện lành cuộc sống sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn không chỉ cho ta mà còn cho tất cả những người xung quanh cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay nếu bạn thấy nội dung hữu ích hãy nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh phật tâm tĩnh lặng để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên con đường tìm kiếm sự bình an và giác ngộ hãy nhớ nhân quả không nợ chúng ta điều gì chỉ có sống tốt và chấp nhận mới mang lại hạnh phúc thực sự